giữa tay đây, nhầm bên ơi. Ui, đây đủ. Nó phải luôn cho, hết sảy các bà bảy luôn nè. Sự gì Thiên Chúa đã chết rõ. Lạnh đời không từ bất ly. Một, hai, ba, vô. Giữa tay thấp tình chứ. Trước hôm nay gia đình chúng tôi ra đây cũng là gọi xin cháu về trong đó. Cô dâu, nhìn đây cô dâu này, đừng cúi đầu quá cô dâu, đúng rồi, nhìn đây nè. Dừng tay lại nè. Rồi, ok. Rồi, nhắm hai ly mời hai mẹ. Rồi, hai mẹ nhập con nhập một tay thôi nha. Rồi, hai cô nhìn đây luôn ạ. Rồi, giúp lễ trên đây nào. Hai, ba, rồi, hai cô cùng ly luôn ạ. Rồi. Rồi, nhắm môi thôi được ạ. Đúng luôn. Dạ rồi ạ. Rồi. Đây là ông mọi thứ. Dạ. Ông mọi thứ. À, ông mọi này những các ông mọi kia. Chiều mai mọi chiều qua. Thì hôm nay thì thành ông mọi cháu. Ông mọi rất là cháu. Luôn luôn hạnh phúc. Rồi đây là 2, 3 thôi ạ. Dùng lên có mát hả? Cái quạt kia không có gương mà quay kia. Mình chú về chưa đứa lại vừa đôi. Quang viên hai hòa chúc mừng phong đôi vợ chồng chớm lưới. Con cưng đầu lòng là một em trai thật đáng yêu nha. À, xin phép chúc dâu thì chúng con là cũng thấy giờ lại nắng tối rồi, chúng con xin được cháu về. Các ông bà yên tâm đi, gia đình chúng con rất yêu khách và thương con thương cháu lắm. Rồi ông ngoại ơi. Dạ rồi rồi, con ba chào hết tất cả. Cảm ơn anh.
anh về luôn. Kinh luôn. Được đấy, ba bác cháu ngồi dưới này. Ấy. Ngõ này, ai? Phải ngồi dưới quay được chứ. Đi kiếm toàn lét thôi. Nãy người ta đưa vô thì không cầm. Mình ra đi xuống gần đá đi nha. Đây nhà mình ơi. Đây đổ. Nó phải luôn cơ, nó phải có mà bảy luôn nè. Đó. À, đang đi xuống gần đá đi á. Đá dứa mà. Nãy đây. Hồi nãy nguy hiểm quá, mắt đô mắt nhắm mắt mở. Thế là bắt đô chạy vô luôn, thích chụp hình mà. Dạ rồi. Tới rồi, biển tới nữa hả? Xanh đẹp quá nè. Không nhỏ. Cái mét thẳng. Cháy đấy. Nhưng mà lúc chưa đẹp chưa. Đẹp chưa? Này đi tắm hết bạch. Này được tắm rồi. Lấy thải quay xíu. Bên kia có bãi biển đẹp quá. Quay kinh tế. Họ đang nhìn xa xa kìa. Nhìn về xa xăm. Nhìn về tương lai. Okay.
cô dâu kỳ viên sẽ được ra mắt với toàn thể quý vị khách quý. Kính thưa toàn thể quý vị, trai khôn dựng vợ, gái đến gả chồng, đó là quy luật xưa nay của tình yêu. Và niềm hạnh phúc lớn nhất của những bậc làm ba là mẹ là được nhìn thấy những đứa con thân yêu của mình ngày càng khôn lớn và nhất là được yên về gia đình chào đón hai họ. Yêu nhau để được ngày hôm nay sẽ cùng nhau chung sống với vùng mái nhà và cùng nhau chia sẻ những niềm vui đồng đủ trong cuộc sống. Và thưa quý vị, mình xin được thay mặt cho nhà hàng công đoàn cùng với toàn thể quý vị khách quý và gửi đến quý nhau và chúc đệ lời chúc trăm năm tình viên mãn bắt đầu nghỉ phù thê. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chuẩn bị và cùng rót thật đầy vào những cốc bia, những ly nước lọc trên bàn của tất cả quý vị đi ạ. Để sau khi tất cả đã chuẩn bị xong thì mình kính mời tất cả quý vị hãy cùng nâng ly và chúc mừng hạnh phúc ạ. Và thưa quý vị, trong tiểu mục ngày nay với tất cả những đại
tình cảm nguyên nguyên và lòng thương kính. Cô dâu và chú rể cầm tay nhìn cái điều ước định đêm mình đã hẹn gia đình. Chúng ta thay mặt các bạn hôn xin mời chú là nhà gái nhà trước của vấn đề trong hai họ thì xin mời vị đại diện họ nhà trai có đôi lời phát biểu. Chưa đốt đâu, chưa đốt, chưa. Vâng, kính thưa quý vị dân tộc họ nhà gái, lời đầu tiên thay mặt họ nhà trai chúng tôi xin kính gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào mừng và thân thương nhất của chúng tôi. Kính thưa quý vị, từ Phú Yên rất xa xôi, quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi cách trở đưa cháu Kỳ Duyên về với gia đình chúng tôi để làm lễ gia tiên theo nghi thức cổ truyền. Điều đó đã nói lên sự thân thiện giữa hai gia đình, giữa hai gia tộc chúng ta. Chúng tôi vô cùng cảm kích, biết ơn và hy vọng rằng tình liên kết giữa hai gia tộc càng ngày càng thân thiện hơn.
Hello ngoại, ngoại ơi. Lâu rồi. Rồi. Một cuộc cảm tương quan không hiểu, không biết nhau hay mất điều gì khác tương tự. Pero vivi là cái tên xa với trần vi là vợ của anh và đứng lòng trên tương quan. Sân gì Thiên Chúa đã kết hợp, loại người không được phân ly. Hello. Lại nhớ nhau cả đời.
yêu của mình để tiếp tục chăm lo cho cô dâu kiền duyên. Và tất cả chúng ta sẽ cùng nguyện xin sao cho cô dâu và chú rể sẽ luôn mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Và sự minh chứng của hai gia đình. Trên tinh thần đó, chúng tôi hân hạnh được giới thiệu với tất cả quý vị về phía đại diện của phía họ nhà trai với sự hiện diện của ông Nguyễn Cao Tuấn và bà Đỗ Thị Lan là song thân của chú rể. Chúng ta cùng vào một tràng pháo tay thật nồng nhiệt chào đón đại diện họ nhà trai. Thầy gái xin được trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị với sự hiện diện của song thân cô dâu, xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Xuân Liễm và bà Trần Thị Bích Nguyên. Và thưa quý vị, chúng ta cũng không quên dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để cùng chào đón đại diện họ thầy gái cùng tiến lễ đàn. Xin được cưới nhau ra mắt mời quý vị qua khách. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày cuối tuần, lẽ ra là quý vị sẽ dành thời gian cho gia đình của mình, thế nhưng quý vị vẫn bớt chút thời gian đó đến đây để cùng chúc mừng ngày cưới cho cô dâu và chú rể. Đó là những tấm thiện tình thật lớn lao mà tất cả chúng ta đã dành tặng cho cô dâu chú rể và dành tặng cho hai gia đình. Và để đáp lại những tấm thiện tình này thì ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời vị đại diện của hai bên gia đình, ông Đỗ Văn Đô sẽ cùng tiến lên sân khấu thay mặt cho gia đình có lời cảm ơn sâu sắc gửi đến tất cả quý vị. Xin được trân trọng kính mời ông. Xin kính chào quý vị. Lần đầu tiên thay mặt cho ông bà chủ hôn, họ nhà trai và họ nhà gái, chúng tôi xin kính gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào mừng nồng nhiệt và thân thương nhất của chúng tôi. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 3 tháng 6 năm 2023, hôm nay là một ngày hồng phúc, hồng ân Thiên Chúa đã tuôn đổ trên gia đình, gia tộc, thân tộc của hai chúng tôi, và đặc biệt cho đôi bạn trẻ Duy Tuyên và Kỳ Duyên. Niềm vui của chúng tôi hôm nay được nhân lên gấp bội phần vì có sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị. Quý vị đã đến đây để chúc mừng cho hai gia đình chúng tôi, cũng như đặc biệt là cho các cháu được trăm năm hạnh phúc. Vì thế, thay mặt cho hai bên gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị. Chúc quý vị một buổi tiệc thật ngon miệng và buổi tối thật là vui tươi hạnh phúc. Xin được cảm ơn bác Đô rất là nhiều. Và ngay bây giờ mời bác cùng trở về bàn tiệc để cùng chung vui với tất cả quý vị con khách. Xin được cảm ơn. Và thưa quý vị, sau đây hai nghi thức sẽ dành riêng cho cô dâu và chú rể. Trước hết xin mời chị đi đến thắp bánh để thực hiện nghi thức gắn. Của đất trời mà tạo hóa đã ban tặng cho những đôi tình nhân để tô điểm thêm hương vị ngọt ngào trong ngày cưới.
tiếp theo xin mời cô dâu chú rể tiến đến thăm.
I will never forget.